Các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập nội dung bài học của ngày 4 và ngày 5 tháng 2 năm 2023 nhé. Ở sách Phonics thì chúng ta sẽ học short A và đối với các letter A và AM. Với letter A thì chúng ta sẽ đọc âm A. Và đối với letter AM thì chúng ta sẽ đọc là âm M. Về sách Supermice thì chúng ta sẽ học Unit 1, Hello. Và sau bài học này các em có thể giới thiệu được tên của mình cũng như là hỏi tên người khác bằng tiếng Anh. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến short A. Nào các em cùng đọc nào. X, X, Ant, Ant, Cat, Cat, Yak, Yak, Ram, Ram, jam, jam, yam, yam, dam, dam. Về sách Supermice thì chúng ta sẽ học một số các con vật animals bằng tiếng Anh. Nào các em cùng đọc nào. Monkey, monkey, giraffe, giraffe, lion, lion, parrot, parrot, who, who. Về phần cấu trúc câu thì chúng ta sẽ học cách nối những cái âm của short A. Nào các em cùng đọc nào. A, x, x, a, n, t, ant, k, a, cat, y, a, k, yak, r, a, m, ram, j, a, m, jam, y, a, m, yam, d, a, m, dam. I see an ant and an X. I see an ant and an X. What's your name? What's your name? I'm name. I'm name. Who's this? Who's this? Mike the monkey. Mike the monkey. Polly the parrot. Polly the parrot. Leo the lion. Leo the lion. Gina the giraffe. Gina the giraffe. Đây là bốn người bạn mà chúng ta sẽ gặp trong sách. Các em hãy nhớ tên và cũng như nhớ bạn nào là animals nào nhé. Về phần bài tập thì các em nhớ học thuộc từ vựng và cấu trúc câu, chép mỗi từ và cấu trúc câu 3 dòng và làm bài tập trên giấy thầy giao. Chào tạm biệt các em.